Chuyển sang một tin tức quốc tế an ninh an toàn đáng chú ý khác thưa quý vị. Giới chức Tunisia cho biết ít nhất đã có 95 người bị thương trong vụ va chạm giữa một đoàn tàu chở hành khách và đoàn tàu khác xảy ra vào ngày 21 tháng 3 ở phía nam thủ đô Tunis. Nguyên nhân của vụ va chạm đang được điều tra. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn lực lượng dân phòng Moetia cho biết Vụ va chạm xảy ra vào lúc 9 giờ 30 tại khu vực Jebel Jalal, miền nam Tunisia giữa một tàu chở khách và một tàu không người. Ông Chia cho biết hầu hết những người bị thương đều bị gãy xương, không ai gặp chấn thương nghiêm trọng, nguy kịch đến tính mạng. Hệ thống đường sắt giả cỗi của Tunisia đã chứng kiến một số vụ tai nạn chết người trong những năm gần đây. Năm 2021, quốc gia Bắc Phi này cũng trải qua một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất với 18 người thiệt mạng khi một đoàn tàu đâm vào xe tải và chật bánh ở đoạn đường phía nam thủ đô vì lỗi tín hiệu.